Oh my god các bạn ơi, trứng cá sấu tươi thơm ngon bổ dưỡng 10.000 một trứng. Nani? Wow, cái này là trứng của con cá sấu nữa bạn. Ủa sao nó giống trứng vịt vậy? À không, nó dài hơn trứng vịt các bạn ơi. Cái chiều dài của nó dài hơn cái trứng vịt nha. À, nhưng mà nhìn nó giống trứng vịt thiệt. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ mua thử 5 quả trứng cá sấu tươi thơm ngon bổ dưỡng để về xem coi mùi vị của nó như thế nào nha các bạn nha. Rồi mình sẽ cho Hero Team thử thử nha. Thử mang về ăn xem coi nó có giống trứng gà hay không. Tomorrow. Hey yo, what's up anh em? Thì hôm nay mình đã mua được mấy cái trứng cá sấu ở đây. Hôm nay nè các bạn ơi, mình sẽ làm một cái thử thách, chính là thử chiên trứng cá sấu lên để cho anh em trong Hero Team ăn thử xem coi trứng cá sấu nó có ngon không nha các bạn nha. Ok. Thì cái đống trứng cá sấu này là mình mua lúc mà mình đi Suối Tiên đó các bạn. Mình mua được vài trái nè. Hey, ok. Bây giờ sẽ nấu cho anh em ăn nha. Ở đây mình đã chuẩn bị một cái chảo. Đây, ok. Còn cái này là cái bếp điện mọi người ạ. Rồi, để chảo lên nè. Hay. Sau đó mình sẽ cho dầu vào. Hôm nay mấy bạn sẽ được xem Phong chỗ tài làm bếp mấy bạn ạ. Xịn sọ mọi người luôn. Ok, chưa? Rồi đây. Đây là bọc trứng cá sấu của mình hả bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra cho bạn xem nha. Khổ quá ta. Từ, có con dao không ta? What? Đây, có con dao đây. Cắt ra cho dễ bạn ơi. Đấy, đâm vào đây. Đó, mình sẽ cắt nó ra. À, ok. Ui. Ôi trời ơi bạn ơi. Nó thúi vãi nồi bạn ơi. Trời ơi, trời nó thúi quá. Thúi quá. Ôi no. Có vài trứng bị vỡ mất tiêu rồi. Oh no. Hàng gì thúi quá bạn ơi, trời ơi trời. À, mình nhớ rồi. Chắc là cái hôm mình đem về xong mình lỡ mình bị va chạm bạn cho nó bị vỡ hết trơn rồi. Vỡ vài trứng rồi. Ê, có một trứng chưa bị vỡ nè. Đây bạn xem nè. Đây là cái trứng cá sấu á bạn. Thì bạn có thể thấy rằng là cái trứng cá sấu của chúng ta là nó có cái màu gọi là trắng giống như là trứng vịt mọi người ạ. Và nó dài hơn trứng vịt nha. Nó dài hơn trứng vịt nha. Trứng vịt thì sẽ ngắn còn trứng này dài hơn nha. Bây giờ mình sẽ thử cho bạn xem so sánh giữa trứng gà, trứng vịt và trứng cá sấu như thế nào nha. Đây, mấy bạn hãy xem đây. Trên tay của mình là một cái trứng gà và một cái trứng cá sấu. Các bạn có thể thấy sự khác biệt của nó là trứng gà nhỏ hơn trứng cá sấu nha bạn. Nhà mình hết trứng vịt rồi cho nên là mình chỉ có thể đem quả trứng gà ra để so sánh cho bạn xem thôi. À, ok. Rồi. Và ở đây mình đang có một cái tờ giấy nó ghi rằng là cái trứng này chúng ta sẽ nấu được rất nhiều món, nhưng mà do Phong nấu ăn rất là giỏi cho nên Phong quyết định làm trứng chiên cho nó dễ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử nấu nha. Thì ở đây để coi coi. Mấy cái quả này nó bị vỡ, nhưng mà các bạn xem nè. Bạn xem nè, cái vỏ của trứng cá sấu á bạn, nó rất là dai luôn, bạn coi thấy không? Nó rất là dai luôn, mặc dù nó bị vỡ cái vỏ bên ngoài nhưng mà nó vẫn có cái bọc ở bên trong rất là dai. Đấy. Cho nên là cái trứng này hoàn toàn ăn được nha bạn. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên nè. Rồi, trong lúc mà đợi dầu chín thì mình sẽ đập quả trứng cá sấu này ra nha. Ok. Ở đây mình đang có cái tô. Đấy. Rồi, mình sẽ dùng cái cúp của Minecraft. What? Cúp Minecraft các bạn ạ. À. Mình sẽ đập quả trứng này ra. Hồi lâu quá. Lâu quá trời mới đất lột bằng tay chó nhanh. Ủa nó dai các bạn ơi. Ui, lại có nè. Ui mấy bạn có cái trứng nè. Trời ơi nó dai dễ sợ. Sao giống trứng cao su quá ta. Ui mấy bạn coi nó nhão nhẹt nè. Ui. Em ơi, ghê quá à. Bạn coi nè. Nhìn nó ghê dễ sợ các bạn ơi. Trời ơi trời, nhìn nó ghê quá à. Nó không có giống trứng gà các bạn ạ. À. Đúng là trứng cá sấu có khác ha. Đây, cái thứ hai nha. Để. Nó rất là khó để ra được bên ngoài các bạn ạ. À. Ui. Ui trời ơi. Mình để ý rằng cái trứng cá sấu này nó khá là giống với trứng rắn mọi người ạ. À. Trứng của con rắn á, có bạn nào đã ăn trứng rắn chưa? Mình chưa ăn trứng rắn bao giờ bởi vì mình sợ mấy con rắn lắm, nhưng mà mình có coi cái video người ta nấu trứng rắn rồi. Ok. Được à, ba trứng rắn gì đâu. Em đang chiên trứng cá sấu á nè. Tí nữa em sẽ cho anh ăn thử. Ôi trời ơi. Anh thấy trứng cá sấu nhìn nó ghê không? Ai mà biết được. Nhìn ghê quá. Nhìn ghê cái nào nhìn nó câu vậy? Ờ nhìn giống đâu câu á. Nó rơi vỏ vô quá trời luôn. Tí nữa em vớt mấy cái vỏ ra. Nó dài lắm các bạn ơi, nó không chịu ra nè. Còn mấy trứng. Ơi anh, nhìn nó giống nước mũi quá. Nó này trứng gà ba. Ủa luôn anh. Bỏ vô để so sánh thôi nha không. Ok lột ra, ôi nó vẫn còn nè, nó nhiều lắm bạn ơi. Trứng này nó nhiều lắm chứ phải ít đâu nha. Ủa cái này mới 2 trứng thôi hả? Ừ cái này không 3 trứng rồi, mà nó nhiều như thế này á. Ủa phải rồi 3 trứng. Ê ơi bạn coi à, ghê quá. Trứng nó sao không có lòng trắng luôn. Không có lòng đỏ bạn. Ờ có lòng đỏ, nấu đỏ quá trời nè. Lòng đỏ lòng trắng đây. Ok. Ui. Chảo đã chín rồi bạn ơi.
bây giờ thì mình sẽ vớt mấy cái vỏ của nó ra ngoài, tại vì cái vỏ trứng cá sấu nó cực kỳ gọi là cứng, cho nên là khi mà mình và ấy ra thì nó bị vụn ra các bạn. Rồi ok bạn ơi, bây giờ đầu bếp Phong Cận và chợ bếp Siro sẽ nấu món trứng nha bạn. Để bạn lấy xíu quay đứng sai vậy. Đây cái này. Đây bạn coi nha, đổ vô nè. Wow, nhìn cũng khá là hấp dẫn mọi người ạ. Trời ơi. Cái màu của nó nhìn ghê lắm mấy bạn ơi. Ui, ui nhìn nó giống trứng gà hết. Ui trứng gà, ui trứng gà. Anh biết em tưởng tượng gì không? Lúc mà em mới mua em mới tưởng tượng là khi mình đập ra xong nguyên con cá sấu nó nhảy ra chạy 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 chạy. Rồi nó tưởng nó cá sấu là đập ra nó sẽ có con trong cái này giống nó nhỏ thôi. Cũng là giống trứng gà thôi. Nó ghê hơn trứng gà chứ. Nó ghê hơn trứng gà, nó giống nước mũi á. Là nước mũi chi? Cái này. Ok. Ui. Ui. Cái này nó có một cái nước trắng trắng này các bạn. Cái này cực kỳ lâu chín luôn, mình đã đảo từ nãy giờ nó chưa chín các bạn ơi. Ê tao tao để ý nha. Là trứng gà là lòng trắng là màu trắng, lòng đỏ là màu đỏ, còn trứng này lòng trắng là màu đỏ, còn lòng đỏ là màu trắng. Ừ. Nó bị ngược á. Bị ngược. One eternity later. Ok. Xong. Đây nè nè nè. Cái mùi nó cũng thơm thơm mọi người ạ. Mấy bạn xem nè. Cái trứng cá sấu á bạn, thì mình để ý nó có cái điều đặc biệt là nó cực kỳ giống trứng cao su. Nó cực kỳ giống trứng cao su luôn bạn ơi, tại vì nó rất là dẻo. Chứ thôi nó không có giống trứng gà. Ok, rồi bây giờ mình sẽ trang trí nó nha. Dạ, có màu gì? Mình sẽ nhận nước lọc. Nhận nước lọc. Ok. Đây. Nhìn hấp dẫn quá đi em ơi. Nhưng mà chiên hơi nhát đi không? Thì nó lâu chín em phải đảo đảo gì nó. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ xịt nước tương cho nha. Đấy, nhìn hấp dẫn chưa các bạn? À, ok. Rồi. Cho một tí nước tương thôi. Bây giờ mình sẽ đem lên cho gọi là anh Siro và Kairon để thử cái món này nha các bạn. Let's go. Ok bạn ơi, thì người đầu tiên mình sẽ cho thử là Kairon nha các bạn. Xin giới thiệu bạn, đây chính là Sơn Tùng Kairon, đẹp trai cái gì vậy? Siro team các bạn ạ. À. Thì giờ mình sẽ cho Kai thử món trứng cá sấu làm bằng cao su nha. Cái gì mà trứng cá sấu làm bằng cao su vậy bạn? Cái này là trứng cá sấu mình mua ở Suối Tiên á, cực kỳ ngon luôn. Bây giờ mình đem cho bạn thử nè. À thế à? Đầu bếp đại tài Phong Cận. Đây. Cái gì? Trứng cá sấu hả? Có bị gì không ba? Yên tâm đi, cùng lắm nhọc gì. Cô ba ăn chưa? Chưa ăn. Gì sao bên đưa mình ăn? Mình cho bạn làm chuột bạch trước. Khỏi ăn đi, đừng nói yêu. Còn ăn mình nấu mà không ăn là không được nha. Ê, sao cái này nhìn nó giống cao su quá vậy? Không biết. Mà sao nó còn lạnh lắm. Mà sao nó còn lạnh lắm. Ủa ăn có bị gì không ba? Ai biết, ăn thử đi. Ăn thử miếng nhỏ nhỏ nha. Ừ. Rồi, ở đây có miếng cao su này nè. Có miếng. Cái này là trứng chứ cao su gì ba? Thôi thử đi. Chứ ghê luôn. Cũng chỉ là trứng thôi mà, cái gì đâu. Trứng rồi đúng không? Trứng, mình không bỏ gì vô đâu, đừng lo. Thằng Kai có vẻ kinh dị quá vậy. Cái gì vậy? Mùi vị sao? Mùi của nó thì nó giống, đúng là giống như trứng bình thường thiệt. Ừ. Nhưng mà nó cứ bờ bờ mà nó cứ cứng cứng á bạn. Nghe ghê quá vậy. Nó bờ bờ giống như là mỡ. Nó cứ cứng giống tao xô thiệt bạn. Nghe ghê quá vậy. Thôi nè, có nước nè. Đây. Mình có sẵn trà chanh cho Kai luôn nha bạn. Ờ, đâu mà. Không biết nữa. Bạn thử đi. Bạn coi nó nè. Đó, nó nhão nhẹt như thế này nè các bạn. Mình chưa thử đâu, mình phải cho Siro thử nữa. Ok. Trời ơi. Cái đó ớn. Nó bờ bờ mà nó ớn giống như cục mỡ các bạn. Uống đi rồi mình đem xuống cho Siro nữa. Rồi, tạm biệt á. Tạm biệt. Ok, bây giờ người tiếp theo sẽ là Siro nha bạn. Ok bạn ơi, nạn nhân tiếp theo sẽ là anh Siro nha. Gì vậy? Hồi nãy Rô chiên trứng chung với em đúng không? Bây giờ sẽ cho Rô thử. Thử đi Rô. Em chưa thử nữa, em mời anh với Kai Rô thử trước. Sao tôi nhìn nó ghê quá mà. Miếng thôi được không? Một miếng thôi, có trà chanh. Đây. Nếu anh thấy ghê quá anh phải uống nước. Này, trà chanh. Cái gì mà nó cứng quá vậy? Thì đó, em không biết nữa, tự nhiên nó cứng ngắc như cao su vậy bạn. Miếng nó to xíu nha, phải miếng nó nhỏ đó nha. Nghe to nha. Ủa sao nghe nhai da giòn giòn vậy? Hả? Nghe giòn giòn sực sực luôn á. Ủa sao Kairon ăn, Kairon kêu ghê mà sao Siro ăn hết bình thường vậy ta? Wait a minute. Cái phần lòng này á, phần căng cứng cứng ấy nè, ăn rất là ngon. Nó giòn và nó kiểu giống trứng bình thường á, nhưng mà nó giòn hơn. Còn cái phần lòng trắng này hơi ghê. Trắng hơi ghê vậy? Ok bạn, Siro đã ăn rồi, Kairon đã ăn rồi. Trong nhà bây giờ chỉ còn một mình nữa thôi. Mình sẽ thử nha các bạn.
Tí nữa mình sẽ đưa cho thằng em trai mình ăn nữa, nhưng mà thằng em trai mình không cho lên video tại vì nó đang kể trần các bạn ạ. Ok, mình sẽ thử một miếng nha. Nó giòn thiệt các bạn ạ. Nhức nách. Nhức nách, nhức nách. Ăn thử cái này, ăn thử cái này. Tính ra các bạn là cái lòng đỏ nó ăn cái như lòng trắng của trứng gà, nhưng mà nó giòn hơn các bạn ạ. Nó ngon, nó thơm hơn, nó thơm cực kỳ luôn. Được. Ok, bây giờ mình sẽ ăn cái miếng màu trắng. Bạn coi miếng màu trắng của nó nè. Nó nhão 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 nè. Bruh. Ăn nhiều rồi. Ăn đâu không? Ăn đâu không? Có gì không? Có gì không? Mong để ra thử nữa, nãy nó không được. Đây 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 đây. Thật là thú vị các bạn ạ. Chứ bây giờ mình ăn một cái gì đó mà nó còn tổn hơn cả mỡ. Các bạn có biết cái thịt kho hột vịt mà ngày Tết ta hay nấu không? Nó có cái cục mỡ trong đó, nhưng mà mỡ nó ăn nó còn đỡ, nó còn ngon nha. Còn cái này ăn các bạn, cảm giác nó cứ bở bở, nó cứ gọi là rợn rợn da gà, sao mình không nuốt vô nổi luôn bạn, chứ đừng có nói là nhai. Tham nhường cho anh hết nha. Ok bạn ơi, thì bạn thấy gọi là món trứng cá sấu này như thế nào? Các bạn thấy món trứng cá sấu này có hấp dẫn hay không? Có ngon hay không? Nhớ bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ mình nghĩ là mình kết thúc video từ đây đây. Là cái dĩa trứng này mình nghĩ là mình sẽ để cho thằng camera nó ăn hết. Đó, thằng em mình các bạn, mình sẽ nhét cho mình đó. Đây các bạn, ăn đi.